Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với ThinkView. Mấy hôm nay thì mình có tham khảo giá của mấy bộ tản nhiệt nước All-in-One thì khá là sốc bởi vì mức giá của nó đang quá là rẻ. Thì ngay lập tức mình đã đi mượn về đây hai bộ. Đây là Deepcool Meltstorm 120T, mức giá khoảng 1 triệu. Còn đây là Deepcool Meltstorm 240T, khoảng 1 triệu rưỡi. Có thể nói là quá rẻ. Đối với những bạn mới chơi thì đây sẽ là một sự lựa chọn an toàn bởi vì nó sẽ giúp các bạn bảo trì dễ dàng hơn cũng như là tiện lợi trong việc di chuyển. Để kiểm tra hiệu năng của nó như thế nào thì mình sẽ so sánh trực tiếp với tản nhiệt khí C-Max Gaia 2 mà mình đang sử dụng. Trên bảng là cấu hình test được sử dụng trong video, đây cũng chính là bộ PC mà mình sử dụng luôn. Để tạo sự đồng đều trong những bài kiểm tra thì mình đã sử dụng phần mềm 3D Mark FireStride. Nó sẽ giả lập như là máy của các bạn đang chạy một tựa game nặng độ phân giải Full HD. Lúc đấy cả CPU và GPU sẽ được đẩy lên tối đa. Bộ tản nhiệt đầu tiên mình test sẽ không phải là 3 cái ở trên mà là tản stock của Intel để cho các bạn có một thước đo chuẩn về hiệu năng tản nhiệt. Chỉ với một miếng đồng nhỏ và heatsink cũng nhỏ luôn thì mình không trông mong gì nhiều vào hiệu năng của nó. Với bài FireStride thì quạt tản nhiệt ú khá là to, có thể dễ dàng cảm nhận được. Nhiệt độ tỏa ra tối đa là 74 độ, đúng như mình dự đoán. Đối với PC thì mình đánh giá đây là một mức nhiệt độ cao, mà bài FireStride này còn nhẹ nhàng khi so với render video hay là 3DS Max. Đã có thước đo chuẩn thì bây giờ chúng ta sẽ đến với tản nhiệt khí C-Max Gaia 2 mà mình đang sử dụng trong suốt một năm nay. Cấu tạo của bộ tản nhiệt này tối ưu hơn rất nhiều khi so với tản stock, với 3 ống đồng kích thước lớn và heatsink được chia thành nhiều lớp. Khi chạy FireStride thì quạt chạy khá yên tĩnh, không ồn ào như tản stock. Nhiệt độ tối đa cũng chỉ là 54 độ, cực kỳ mát mẻ. Đây chính là mức nhiệt độ tối ưu cho việc hoạt động nặng trong thời gian dài. Và nó thấp hơn tản stock tận 20 độ. Con số này là không hề nhỏ một chút nào. Có vẻ như 600.000 của mình đang hoàn thành rất tốt nhiệm vụ được đề ra. Tiếp theo là tản nhiệt nước All-in-One Deepcool Meltstorm 120T. Với kích thước rad chỉ 120mm thì mục đích chính của nó là phục vụ cho những game thủ, kể cả việc chơi game hardcore trong thời gian dài. Nhiệt độ cao nhất khi chạy FireStride là 54 độ, tương đương với tản C-Max Gaia 2 của mình. Nếu như xét về hiệu năng trên giá tiền thì Deepcool Meltstorm 120T khá thấp, nhưng bù lại là các bạn sẽ có khả năng lắp đặt nhanh, gọn gàng và tạo độ thoáng mát cho cây chứ không phải là chỉ CPU. Cuối cùng là Meltstorm 240T, sử dụng rad có kích thước 240mm. Trên lý thuyết thì diện tích làm mát càng rộng thì nhiệt độ của dòng nước sẽ càng thấp. Bộ tản nhiệt này sẽ phù hợp cho những bạn có nhu cầu công việc cần tính toán nặng và render trong thời gian dài. Khi chạy FireStride thì nhiệt độ tỏa ra là rất thấp, chỉ 48 độ. Với mức nhiệt này thì có thể chạy cả mấy ngày trời mà không ảnh hưởng gì tới độ bền của máy. Với những kiến trúc sư hay là những kỹ sư kỹ thuật thì 1 triệu rưỡi cho một bộ tản nhiệt hiệu quả là một món hời quá lớn. Còn với những game thủ thì vẫn có thể mua về để trang trí cho bộ cây yêu quý của mình. Dù sao thì xu hướng build cây hiện tại là build cây đẹp hơn build cây mạnh. Mình có bonus thêm cho các bạn một bảng so sánh nhiệt độ khi render video 4K liên tục trong 30 phút. Qua đây các bạn có thể biết được nhu cầu của mình sẽ phù hợp với tản nhiệt nào. Đối với những ai đang có nhu cầu làm việc nặng, chơi game nhiều thì nên né cái tản stock cùi đi. Nếu như xét về mặt hiệu năng thì con C-Max Gaia 2 vẫn đang đáp ứng rất tốt nhu cầu làm việc cá nhân của mình. Tuy nhiên, trong thời gian tới mình sẽ đổi qua tản nhiệt nước All-in-One Corsair Hydro H100i. Không phải là vì hiệu năng của nó cao mà là vì nó đẹp. Trên đây là những ý kiến của mình, còn ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy comment phía bên dưới. Và cảm ơn Alphard PC đã tài trợ sản phẩm cho video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!